Pokemon. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tô bình hoa Tết. Pokemon sẽ tô màu cái bình hoa Tết đúng không? Đúng. Tô màu bình hoa Tết. Pokemon đây, Pokemon sẽ chọn hoa là màu gì, còn lá màu gì? Lá màu xanh. Hoa màu gì? Hoa màu vàng. Còn cái bình? Cái bình màu hồng. Rồi, vậy là bắt đầu tô nha. Con đang tập trung làm gì thế? Tô mèo. Thì bây giờ con đang tập trung tô mèo. Giờ tới cái bình hoa đi bạn Mon nha, bình hoa màu hồng nha. Rồi cái bình hoa với chậu hoa của bông Mon nó xong rồi, còn chữ mình tô màu gì bông Mon? Chữ này
có màu đen sẵn rồi, chỉ dặm thêm thôi ha. Bông Mon chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Bye bye, xin qua ghe cho cây hộ Mon nhé. Mon thả tim đi, thả tim cho các bạn đi nào. Bạn Mon chúc các bạn năm mới sao? Chúc các bạn năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Và đừng quên nhớ đăng ký kênh đúng và theo dõi bạn Mon nha, để bạn Mon ra thêm nhiều video nữa cho các bạn, đúng không? Đúng. Đây là tác phẩm của Amon vừa hoàn thành đấy các bạn.